Từ mọi Wow. người chụp ăn, mọi người đứng yên để anh chụp với monster một tấm đã, từ từ nhá, rồi rồi mới ăn mừng sau. Đấy, từ từ. Sao toàn là thú không vậy? Ôi! Cái gì đây? Cái gì đây? Super ngáo! Thằng super ngáo đây! Ê! Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Kiro đây. Và chào mừng các bạn trở lại với Mini World sinh tồn cùng Titan Team. Hôm nay thì mình sẽ xây một khu tên là Đại Điện Thờ để mình dành tặng cho Monster. Mặc dù là mình đã xin lỗi Monster rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình nên xây một cái gì đó để trao cho Monster thì nó ý nghĩa hơn. Bởi vì làm mọi tội lỗi xong mà xin lỗi thì cái việc đấy nó quá là bình thường các bạn. Bây giờ mà cứ phạm sai lầm là xin lỗi thì đâu có được đâu, đúng không? Nên là mình nghĩ là mình cũng phải chịu trách nhiệm là bồi thường một cái gì đấy. Hôm nay thì mình sẽ quyết tâm xây. Và hiện tại thì mọi người vẫn chưa vào, tại vì là mình muốn xây cho nó hoàn thành ấy. Do là cái đại điện thờ này thì theo mình thì quy mô nó khá là to trong chế độ sinh tồn, nên là nó sẽ hơi cực một tí ha. Và ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xây đây. À, mà trước khi đến với nội dung chính thì mong các bạn bỏ ra 3 giây để bấm like cũng như là ủng hộ Titan Team tụi mình ha. Và let's go. Và ok, thì mình cũng có rất là nhiều cái khối các bạn. Khối cát cứng trắng này, rồi khối đền lấy từ trên đảo bay, mình cũng có chế nữa. Và bây giờ mình sẽ ra và mình xây cái khu đại điện thờ ha, để mình tặng cho Monster. Thì hiện tại là mình đang xây buổi tối, các bạn có thể thấy rằng là mình xây vào lúc 21:03 là tầm 9 giờ đấy. Thì mình bắt đầu là khởi công xây dựng ở phải 21 giờ không nhỉ, các bạn có thể coi ở phía dưới. Mình sẽ làm phẳng khu này và bây giờ mình sẽ xây những cái bậc thềm đầu tiên ha. Và có lẽ là cái việc xây dựng thì mình sẽ bỏ qua, tại vì là nó khá là tốn thời gian và thực sự thì nó cũng không quá là thú vị để cho các bạn coi ha. Nó xây rất là mất công, nó không phải xây như trong sáng tạo đâu, nên là xây sinh tồn thì nó khá là nhàm chán á. Nên là mình xin phép bỏ qua và chúng ta sẽ đến với cái phần mà sang ngày mai mình tặng cho Monster luôn ha. Các bạn ơi, thì hiện tại là mình đang xây gọi là giữa chừng thôi, nhưng mà mình sẽ khoe với Monster để Monster coi trải nghiệm ha. Khi mà mình sẽ xây xong tất cả các ghế, tại vì mình còn thiếu ghế, mình sẽ để hai hàng ghế bên này này và một phần silic ở đây nữa thì nó chưa đủ á, nên là mình sẽ cần phải xây thêm. Khi mà xong á thì mình sẽ kêu Monster và mọi người đến coi khánh thành ha, tức là kiểu như là khai trương á các bạn. Đây gọi là đại điện thờ của mình ha, nơi mà anh em tình cảm trao đổi với nhau hoặc là họp hành các thứ thì nó là nơi này. Ok, thì có lẽ mình sẽ cần phải kiếm thêm, nhưng mà trước tiên thì mình sẽ gọi Monster đến và mọi người đến trải nghiệm đã. Ấy mọi... đừng qua lãnh thổ nó rồi. Mọi người ơi. Dạ. Mọi người khám phá xong chưa? Thì anh dẫn qua coi điện thờ mới anh xây này. Đây là món quà anh dành tặng cho Monster, sổ đỏ, sổ đất anh ký qua luôn mà, chuyển nhượng sang tên Monster. Đi mọi người. Thì chủ đứng tên là Monster, còn làng chung chung nó là điện thờ. Cái này gọi là đại điện thờ nhá mọi người. Đây, mọi người đi theo. Nhưng mà hiện tại là do đang gọi là đang thi công mới được 80%. Khi mà xong mới thì anh sẽ gọi mọi người đến và chúng ta sẽ cùng ăn mừng khánh thành ha. Ui đẹp thế, đi vào này. Đấy. Ôi ghế, ơi sao ghế lại ngồi đây? Thì mọi ghế hai bên ngồi họp mà, anh em đứng trên này họp. Hợp lý chưa? Đấy, biên tập viên Kiro đứng đây nè. Chào các bạn, hôm nay mình xin trình bày một ca khúc có tên là Anh em chốt. Đúng, đúng. Mọi người thấy thế nào? Mọi người thấy nhà thế nào? Được, đẹp. Được không? À, chắc từ nay đẹp. Ui, to đấy. Thế. Đấy. Em nhìn nó sợ nó bị sập quá. Không, sập thế nào được. Kiến trúc Kiro mà. Hồi xưa anh học đến tận 14 năm lận. Do là anh nghĩ là anh nên ở lại lớp cho chắc. Mà hồi xưa anh học giỏi toán lắm. Nên là anh thi trường chuyên văn. Ôi, trời ơi. Rồi cái xây nhà này nó không liên quan luôn. Cái bê tông này là bê tông cốt tre, cốt xốp đây anh. Không, cái này anh dùng giấy cho nó nhẹ. Ờ. Hợp lý. Phải nào. Bê tông cốt giấy. Hợp lý. Đấy. Nên tránh xa ra mọi người ạ. Không sao đâu, mọi người yên tâm, không có bị gì đâu. Cái này mà tên lửa đạn đạo bom nguyên tử các thứ thả vào cũng không bị sao hết. Hợp lý. Hết. Có lẽ là mình sẽ tiếp tục xây để hoàn thành nốt cái điện đại điện thờ này của mình ha. Nó còn rất là nhiều thứ về linh tinh các thứ các bạn, nên là chưa xong được. Bây giờ mình sẽ đi kiếm gỗ để mình làm cái ghế. Đây có một cái ghế à. Mình sẽ kiếm thêm gỗ với lại tơ, quan trọng nhất là tơ các bạn. Da thì mình nghĩ là ổn, còn tơ thôi, tơ hơi khó các bạn.
Nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu đi kiếm thôi. Các bạn ơi, có lẽ là mình sẽ phải đổi loại ghế khác rồi các bạn à. Bởi vì là cái tơ này mình kiếm cả đêm chỉ được có 4 tơ thôi. Nó rất là khó khăn. Nên là mình sẽ quyết định là chế một loại ghế khác. Kiến trúc này, mình sẽ chế ghế này đi. Tại vì nó dễ đơn giản các bạn. Còn thay vì chế ghế này thì nó cần có tơ để chế cái vải da mềm này này. Nên là hơi khó khăn cho mình ha. Có lẽ là mình sẽ thay sau, nhưng mà mình sẽ cần phải có hàng ghế trước để khánh thành khai trương cho mọi người tham quan các thứ các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chế ghế luôn. À từ từ, mình sẽ bỏ mấy thứ linh tinh ra. Rồi, tranh thủ lấy một ít, sau đó thì về nhà ha. Để chế luôn một thể các bạn. Chế bây giờ thì sợ nó đầy các thứ. Đủ chưa? 14 này. Cũng ok rồi đấy các bạn. Cách đống này đi. Rồi, có lẽ là bây giờ mình sẽ về nhà. Tầm này thì mình nghĩ rằng là cũng đủ rồi. Hy vọng là xong hàng ghế này rồi một phần silic kia nữa, phần nền nữa là mình sẽ hoàn thành được cái khu đại điện thờ cho Monster cũng như là mọi người cùng họp ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế ghế. Chúng ta chế được 14 ghế các bạn. 14 ghế là chia ra là không, mình phải chế khoảng tầm 20 ghế đi. Thì mình nghĩ rằng là ổn, tại vì mỗi bên là 10 thì đẹp, chia ra hai hàng đó các bạn thì ok hơn ha. Mình sẽ chế thêm này, kiến trúc này, thôi cứ chế một đống luôn. 26 ghế rồi, có gì dư để bên này hơi bị thiếu này, bên này chia ra này 3 này đấy, bên này ban đầu để 4 nhưng mà chắc là tí mình sửa lại thành 4 thôi, chứ để 6 cũng không hợp lý lắm. Còn ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu ha. Bỏ ghế này đi. Đấy, cái ghế đẹp này các bạn. Nhưng mà rất tiếc là nó không hợp lý cho lắm. Nó không đủ á các bạn. Hai hàng. Này là 6 này đúng không? Rồi. À không, đôi khi là 4 hàng là đủ rồi đấy. Mình nghĩ là 4 hàng là đẹp rồi. Chứ không cần phải 10 hàng đâu, à 5 hàng đâu. Rồi bên này nữa là đục là đẹp đúng không? Ok. Tại vì cũng đâu có đông người để ngồi đến vậy đâu. Nên là tầm này cũng được các bạn. Tầm này thôi. Rồi, vậy là mình đủ hai hàng ghế này. Tiếp theo thì mình nghĩ rằng là mình sẽ cần mình sẽ cầm thêm cái các bạn ơi, mình sẽ chế cái ghế ở đây. Mình sẽ chế cái ghế ở đây ngồi hai bên ha. Đấy, các bạn thấy hợp lý không? Chế thêm một cái mình có cái mảng da không ta? Mình để ở trong rương rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay về và mình sẽ chế một cái ghế salon ngồi cho nó thoải mái, cho kiểu như hai người ngồi ở trên ấy, cho nó hợp lý. Cái lúc nãy là mình vứt ở trong này đúng không? Tơ này. À, mình vứt tơ. Một mặt này. Rồi. Chúng ta sẽ chế cái ghế êm này. Chúng ta cần có que. Que là trong này. Bao la luôn, que mình rất là nhiều các bạn. Que mỗi lần các bạn chặt gỗ, chặt cây á là nó rơi ra cả đống luôn. Bây giờ thì qua đây là đặt là xong rồi. Còn cái mỗi cái phần nền thôi. Cái phần nền thì chắc là mình sẽ đi kiếm thêm ở khu Flamas thôi là được. Và các bạn ơi, có lẽ bây giờ mình sẽ kêu gọi mọi người lại khai trương ha. Thì mình cũng có chuẩn bị một ít đồ ăn. Đó chính là cơm nắm vàng, cơm nắm tím và cơm nắm đen. Mình thấy ở trong kho của mình nó có nên là mình lôi ra dùng luôn. Bây giờ thì mình sẽ gọi mọi người nha. Cái nhà phía sau đó là xây làm gì vậy? Đâu nhà nào? Cái này nè. Nãy thấy ông xây á. Nãy này nè. Cái đó là cái tường thành á. Mọi người ơi. Mọi người. Lại đây nào. Chúng ta cùng khai trương nào. Anh cũng đã hoàn thành rồi. Wow. Đi hả mọi người ơi. Phì quá. Đại điện thờ, nơi chúng ta sẽ họp làng, trao đổi thông tin, trao đổi bí kíp, tâm sự đêm khuya, tâm tình đêm khuya. Giờ là chúng ta có nơi họp mới rồi. Đấy. Này giống lễ đường quá, lễ đường luôn. Lễ đường cái gì ơ kìa. Đâu, từ mọi người ở dưới. Đi ạ, đi. Nhặt, gõ đầu bây giờ, Monster. Tại đây. Anh, mặc dù là mọi người ngồi đi. Mặc dù là anh cũng đã xin lỗi em và em cũng đã chấp nhận rồi. Đứng yên như nào, tao đấm mày bây giờ. Đây rồi. Thì mặc dù là em cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng mà anh nghĩ rằng là trong thâm tâm của anh vẫn thấy hơi hối lỗi.
nên là anh quyết định là xây một cái điện thờ và cái khu đất này nó sẽ đứng tên em, tức là em sẽ là chủ của điện thờ này, em có quyền quyết định là cho ai vào cho ai ra, đập đi hoặc là phá đi đấy, thì đấy là quyền của em khi mà anh trao đổi, anh trao quyền cho em về cái điện thờ này ha. Đấy thì bây giờ anh nghĩ rằng là em nên ngồi đây, mọi người ngồi đi, mọi người ngồi đi, anh sẽ đây chúc mừng đây, ăn cơm nắm chúc mừng. Ôi. Cơm nắm nha, cơm nắm nha. Ủa đâu rồi này. Mát núp. Xong phí đâu? Mọi người lấy ra đây nhiều lắm. Chia ra lấy. Đấy thằng nào ném ổ gà đây, đấm cho giờ. Ok á. Ờ kìa. Ngồi vào. Con bò kìa. Ngồi vào chụp hình nào, từ từ. Đây, từ mọi người chụp ăn, mọi người đứng yên để anh chụp với monster một tấm đã, từ từ nhá, rồi mới ăn mừng sau. Đấy, từ từ. Sao toàn là thú không vậy? Okay, rồi, làm trái tim em ơi. Ơ nhưng mà anh thấy nó hơi BD thế nào ấy nhở? Ừ, anh thấy hơi BD thôi. Thôi xuống đây mọi người đứng đây. Anh em, là đây cùng ăn mừng nào. Cạn ly, mọi người cạn hết rồi. À không, cạn bắn. Cạn bắn, cạn bắn. Chúc mừng. Tôi ra đây kìa. Chúc mừng. Ôi. Cái gì đây? Super ngáo. Thằng super ngáo đây. Ê. Cái điện thờ của anh mới xây. Cái đồ xanh. Thằng kia. Nó bắn ở đâu ấy? À đấy rồi. Mày dừng lại ngay lập tức không? Mày biết cái điện thờ này anh xây hết hơn 3 tiếng không ạ? Trời ơi. Sao mày có thể làm như vậy? Không cho em ăn cùng. Không ăn cùng, mày là kẻ thù của tao. Bây giờ anh sẽ coi mày là một kẻ thù không đội trời chung. À nhầm, không đội trời chung. Thằng này mày được lắm, mày dám phá điện thờ của tao. Được. Thằng khốn nạn này. Mày dám phá đi điện thờ à? Tôi xong rồi mọi người ơi. Điện thờ của anh xây hơn 3-4 tiếng. Anh xây cả đêm mà nó lỡ lòng là nó bắn. Thằng khốn nạn này. Mày coi chừng đấy. Tao hứa tao sẽ trả thù mày. Tao hứa là tao sẽ phải trả thù mày mới được. Mày sẽ phải ăn miếng trả miếng, bóc bánh trả tiền. Coi chừng đấy. Các bạn ơi, nó đã phá tan bằng cái khu điện thờ của mình rồi các bạn à. Các bạn nhìn này. Tan bằng luôn. Các bạn biết không, cái này mình phải xây 4 tiếng đấy. Nó rất là khó trong cái việc là mình phải đi kiếm cái này này. Rồi cái này là mấy cái mà đá silic rất là cực các bạn. Mà bây giờ nó phá trong sinh tồn có dễ đâu. Đâu có dễ. Đây là nó tại sao nó lỡ lòng nào lại phá như vậy. Thằng này mình sẽ phải trả thù các bạn. Mình sẽ chế pháo và mình đi trả thù lại những gì mình phải lấy lại những gì mình đã mất. Không thể để cho nó phá nó làm càn như vậy được. Chắc chắn là mình sẽ trả thù. Thôi có lẽ là mình sẽ xin dừng clip tại đây để mình xây lại và mình sẽ tìm cơ hội phục thù ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như mà các bạn ghét thằng super ngáo, các bạn hãy qua các bạn chửi nó đi. Nó phá này, phá thân bằng cái nơi của mình xây để cho làng mọi người họp làng này các bạn. Ok, có lẽ là mình sẽ xin dừng clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sinh tồn tiếp theo. Bye bye.